Xin kính chào cả nhà mình nhé. Hôm nay anh em mình đi câu cả nhà. Câu ở cái hồ này ấy, cá nó không to nhưng mà nhiều lắm cả nhà. Cả nhà cùng theo dõi anh em mình câu nha. Lên này cả nhà ơi. Đó. Cá trắng cả nhà. Cá mắt lồi. Nói này, kia mất công thật xóa. Con làm video không mất thời gian. Lên được cả nhà ơi, đã quá. Chứ sướng tay luôn cả nhà. Chưa lên. À, cả nhà này. Hả? À. Có người ghen tị rồi cả nhà. Là ngồi bên cạnh rồi nó như kiểu thóc mà chưa ngâm ấy, nó không có chịu nở. À, bỏ cái đầu cần ra, đừng có can tít rồi kiểu cạnh tranh không cho người ta câu nha. Chơi phải chơi công bằng nhá. Gặp thời cảm không kịp ta. Wow. Nhà mình này. Đã nóng cả nhà. Câu lên tay, giật lên tiểu tỷ luôn. Chướng. Ghen. Thằng không được giật ghen rồi. Chạy mồi. Chạy mồi cứ sành sạch nhưng mà không được giật cả nhà. Nó đang rất là bức xúc. Chưa có được cúc rồi do nó không được lội xuống hồ ấy mà.
mình nội phải đột nó rất cả đồ ra này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Hai con đâu không câu này cả nhà này. Phải câu ở dưới bụng nó câu lên. Câu từ đít câu lên đi. Quan. Đẳng cấp đấy, gọi là cấp ấy. Cái lưỡi này nó ăn lưỡi này. Rồi móc vào ruột ra cái con này. Ăn lưỡi này bị lưỡi kia. Ăn lưỡi này bị lưỡi kia đấy. Câu đẳng cấp vậy. Lưỡi kia nó móc trúng. Không cần phải ăn vào mồm. Trên dưới móc à, cái nó mới khỏe thế. Chắc có to đúng không? Ừ. Đây, mồi may văng lúc tung hết. Được con run hết cả người. Ừ. Thế là người. Một bộ đó đang im. Đang chạy im đó. Đang ăn gió rồi. Đang ăn gió là tung rồi. Đã lắm nhỉ. Này con này con cá gì nhỉ? Con này con cá ngựa chứ. Ui, ui. Cá chuối. Má nó còn sâu nữa ấy. Con gì đây? Wow, đã quá. Wow. Anh nhà mình ơi. Quậy lại quậy thèm, đang thèm. Quậy nhìn thấy chưa? Quậy nhìn thấy phong độ chưa? Phong độ của quậy thì nhất thời thôi. Nhìn này quậy ơi. Vô cả nhà. Phê lắm cả nhà. Cảm giác sướng. Cái lưỡi của mày có vấn đề rồi. Ôi, chà 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 chà. Ủa, con này đã quá này. Ủa, con này to nhỉ. Ôi. Ngon quá nhỉ. Em ăn lắm. À, vụ thằng cu em tí ăn luôn con cá rồi cả nhà. Nhà ơi, đã không mày? À dạ, đã mày. Ăn kéo
kéo ra rồi. Biết mà. Trời ơi, con này thì đúng là hết ra rồi cả nhà. Quá đỉnh luôn, quá luôn. Ghê quá nhỉ. Được không? Ôi giời, con gì vậy? Mới chạy xuống đi. Mới chạy xuống được con này cả nhà. Con này con rút nhanh nhỉ. Thấy quá. Quá hay vào. Không phải con ấy đâu Vũ ạ. Con này khóa hai cả lưng lẫn ở miệng này cả nhà mình nha. Kéo ra đi. Không kéo là gì đây? Con này con gì? Cả nhà mình như này. Một loại cá thôi cả nhà nhé. Ui, con này to. Wow, đã quá cả nhà ơi. To lắm này cả nhà này. Ôi, con này bị khóa. Con cá ngựa. Giống như con cá trôi. Đây cả nhà này. Con bằng bàn tay. Làm con bằng bàn tay chứ đã nào. Wow, wow, cả. Wow, nó đây rồi. Cá này cá mè dinh này. Ô con này to này. Phê bao phê luôn. Quá đã quá. Úi giời con này to nhá. Ây da, còn một mẫu đây nữa chứ giữ an toàn này. Đây cả nhà này, bao phê luôn. Quá đã. Úi giời ơi, con này to. Quá đã luôn. Bằng cái bàn tay không? Ê, toàn tập. Ôi, con này con lưng. Ôi, đẹp không cả nhà? Quá đẹp luôn. Còn cái loại cá dài dài này, mắt bự này. Lần này nó ăn vui chưa? Toàn câu lưng rồi. Hay ghê. Nhớ kiểm tra mồi được cá không? Ăn xong nó nằm đấy luôn. Nhớ kiểm tra mồi thì được cá. Cá biết ăn được không? Nó đỡ cho con cho nó đỡ buồn. Buồn quá. Bây giờ cháu nhớ kiểm tra mồi thì nó gặp nhất. Giờ trời đã tối rồi các bạn ơi. Thằng em thì bị cần câu thì bị mắc rồi. Chắc có lẽ là một là gãy cần, hai là đứt cước rồi. Ô, lên rồi. Cá thì hôm nay anh em mình cũng được bằng này rồi các bạn. Video mình cũng xin kết thúc tại đây nhé cả nhà. Hẹn cả nhà mình ở video sau nha. Chứ giờ tối rồi, anh em chắc cũng chuẩn bị sắp xếp đồ rồi để đi về.